Là những chiếc xe VF3 đầu tiên lăn bánh tại Thái Nguyên qua Akala Thái Nguyên độ xe đây anh em ơi. Hôm nay mình lại làm tiếp một chiếc xe VF3. Để tính đến thời điểm hiện tại, chiếc xe VF3 lăn bánh trên Thái Nguyên thì chắc cũng mới chỉ có vài chiếc thôi, chưa nhiều. Đó thì mình cũng rất là may mắn cơ hội được làm hai chiếc rồi. Hôm nọ một chiếc màu vàng, lần trước là mình vừa làm màu vàng ở cái video trước ấy. Còn đây hôm nay thì tiếp tục mình làm một chiếc VinFast VF3 màu xanh. Thực sự là bên ngoài rất là đẹp, rất là lực. Con hôm nọ thì còn lên nhiều đồ, lên một số món đồ rồi. Còn như chiếc xe này thì cũng xe anh cũng đã đi được tầm một tuần rồi nhưng anh chưa làm gì. Thì hôm nay qua bên mình tiến hành dán phim cách nhiệt cho xe. Đấy, phải nói là cái chiếc xe VF3 khi mà trong hãng xuất xưởng ra thì họ chưa có dán phim cách nhiệt. Thì nhìn vào bên trong thì nhìn nó sáng và đi nó rất là nóng. Còn sau khi mà dán xong nhìn chiếc xe nó cực kỳ lực mà cực kỳ gọi là đấy luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ sang nhé, dán xong rồi. Cái kính đen này này nhìn nó không còn tông hống ở trong nữa, nhìn xe nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đó đó, thì anh em nào đang sử dụng xe VF3 hoặc là chuẩn bị lấy xe VF3 quanh khu vực Thái Nguyên cần độ xe nâng cấp tư vấn về VF3 thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá.